Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 8. Vả, Đức Chúa Trời nhớ lại Nô-ê cùng các loài thú và súc vật ở trong tàu với người, bèn khiến một trận gió thổi ngang qua trên đất, thì nước dừng lại. Các nguồn của vực lớn và các đập trên trời lấp ngăn lại, mưa trên trời không sa xuống nữa. Nước dượt khỏi mặt đất, lần lần vừa hạ vừa dượt, trong 150 ngày nước mới bớt xuống. Đến tháng 7, ngày 17, chiếc tàu tấp trên núi Ararat. Nước cứ lần lần hạ cho đến tháng 10. Ngày mùng 1 tháng đó, mấy đỉnh núi mới lộ ra. Được 40 ngày, Nô-ê mở cửa sổ mình đã làm trên tàu, thả một con quạ ra. Quạ liện đi liện lại cho đến khi nước dượt khô trên mặt đất. Người cũng thả một con bò câu ra, đặng xem thử nước hạ bớt trên mặt đất chưa. Nhưng bò câu chẳng tìm được nơi nào đáp chân xuống, bèn bay trở về trong tàu cùng người, vì nước còn khắp cả trên mặt đất. Nô-ê giơ tay bắt lấy bò câu, đem vào tàu lại với mình. Đoạn, người đợi 7 ngày nữa, lại thả bò câu ra khỏi tàu. Đến chiều, bò câu về cùng người, và này, trong mỏ tha một lá olive tươi. Nô-ê hiểu rằng nước đã giảm bớt trên mặt đất. Người đợi 7 ngày nữa, thả con bò câu ra. Nhưng chuyến này, bò câu chẳng trở về cùng người nữa. Nhằm năm 601 của đời Nô-ê, ngày mùng 1 tháng Giêng, nước đã dượt bày mặt đất khô. Nô-ê bèn dỡ mui tàu mà nhìn, này, mặt đất đã se. Đến tháng 2, ngày 27, đất đã khô rồi. Đức Chúa Trời bèn phán cùng Nô-ê rằng, hãy ra khỏi tàu, ngươi, vợ, các con và các dâu ngươi. Hãy thả ra với ngươi mọi vật sống của các xác thịt đã ở cùng ngươi, nào chim, nào thú, nào côn trùng bò trên đất, hầu cho chúng nó sinh sản và thêm nhiều trên mặt đất. Vậy, Nô-ê cùng vợ người, các con trai và các dâu người ra khỏi tàu. Các thú, rắn, chim cùng mọi vật hành động trên mặt đất tùy theo giống đều ra khỏi tàu. Nô-ê lập một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va. Người bắt các súc vật thanh sạch, các loài chim thanh sạch, bày của lễ thiêu dâng lên bàn thờ. Đức Giê-hô-va hưởng lấy mùi thơm và nghĩ thầm rằng, ta chẳng vì loài người mà rủa sả đất nữa, vì tâm tánh loài người vẫn xấu xa từ khi còn tuổi trẻ. Ta cũng sẽ chẳng hành các vật sống như ta đã làm. Hễ đất còn, thì mùa gieo giống cùng mùa gặt hái, lạnh và nóng, mùa hạ cùng mùa đông, ngày và đêm, chẳng bao giờ tuyệt được. Chương 9. Đức Chúa Trời ban phước cho Nô-ê cùng các con trai người mà phán rằng, hãy sinh sản thêm nhiều, làm cho đầy dẫy trên mặt đất. Các loài vật ở trên đất, các loài chim trời và các vật hành động trên đất cùng các cá biển đều sẽ kinh khủng ngươi và bị phú vào tay ngươi. Phàm vật chi hành động và có sự sống thì dùng làm đồ ăn cho các ngươi. Ta cho mọi vật đó như ta đã cho thứ cỏ xanh. Song các ngươi không nên ăn thịt còn hồn sống, nghĩa là có máu. Quả thật, ta sẽ đòi máu của sự sống ngươi lại, hoặc nơi các loài thú vật, hoặc nơi tay người, hoặc nơi tay của anh em người. Hễ kẻ nào làm đổ máu người, thì sẽ bị người khác làm đổ máu lại, vì Đức Chúa Trời làm nên người như hình của Ngài. Vậy các ngươi hãy sinh sản thêm nhiều và làm cho đầy dẫy trên mặt đất. Đức Chúa Trời cũng phán cùng Nô-ê và các con trai người rằng, còn phần ta đi, ta lập giao ước cùng các ngươi, cùng dòng dõi các ngươi và cùng mọi vật sống ở với ngươi. Nào loài chim, nào súc vật, nào loài thú ở trên đất, tức là các loài ở trong tàu ra, cho đến các loài vật ở trên đất. Vậy, ta lập giao ước cùng các ngươi và các loài xác thịt chẳng bao giờ lại bị nước luộc hủy diệt và cũng chẳng có nước luộc để hủy hoại đất nữa. Đức Chúa Trời lại phán rằng, đây là dấu chỉ về sự giao ước mà ta lập cùng các ngươi, cùng hết thảy vật sống ở với các ngươi trải qua các đời mãi mãi. Ta đặt móng của ta trên từng mây, dùng làm dấu chỉ sự giao ước của ta với đất.
phàm lúc nào ta góp các đám mây trên mặt đất và phàm mống mọc trên từng mây, thì ta sẽ nhớ lại sự giao ước của ta đã lập cùng các ngươi và cùng các loài xác thịt có sự sống, thì nước chẳng bao giờ lại trở nên luộc mà hủy diệt các loài xác thịt nữa. Vậy cây mống sẽ ở trên mây, ta nhìn xem nó đặng nhớ lại sự giao ước đời đời của Đức Chúa Trời cùng các loài xác thịt có sự sống ở trên đất. Đức Chúa Trời lại phán cùng Noe rằng: đó là dấu chỉ sự giao ước mà ta đã lập giữa ta và các xác thịt ở trên mặt đất. Các con trai của Noe ở trong tàu ra là Sem, Cham và Japhet, và Cham là cha của Canaan. Ấy đó là ba con trai của Noe, và cũng do nơi họ mà có loài người ở khắp trên mặt đất. Và Noe khởi cày đất và trồng nho, người uống rượu say rồi lõa thể ở giữa trại mình. Cham là cha Canaan thấy sự trần truồng của cha thì ra ngoài thuật lại cùng hai anh em mình, nhưng Sem và Japhet đều lấy áo choàng vắt trên vai mình đi thùi lui đến đắp khuất thân cho cha, và bởi họ xây mặt qua phía khác nên chẳng thấy sự trần truồng của cha chút nào. Khi Noe tỉnh rượu rồi hay được điều con thứ hai đã làm cho mình, bèn nói rằng: Canaan đáng rủa sả, nó sẽ làm mọi cho các tôi tớ của anh em nó. Người lại nói rằng: đáng ngợi khen Giê-hô-va là Đức Chúa Trời của Sem thay, Canaan phải làm tôi cho họ. Cầu xin Đức Chúa Trời mở rộng đất cho Gia-phết, cho người ở nơi trại của Sem, còn Canaan phải làm tôi của họ. Sau khi luộc, Noe còn sống 350 năm. Vậy Noe hưởng thọ được 950 tuổi rồi qua đời. Chương 10. Đây là dòng dõi của Sem, Cham và Japhet, ba con trai của Noe. Sau khi luộc, họ sinh con cái. Con trai của Japhet là Gome, Magog, Madai, Javan, Tuban, Meshech và Tira. Con trai của Gome là Akena, Riphat và Togama. Con trai của Javan là Elisha và Tareshi, Kittim và Dodanim. Do họ mà có người ta ở tràn ra các cù lao của các dân, tùy theo xứ, tiếng nói, chi phái và dân tộc của họ mà chia ra. Con trai của Cham là Cúc, Mitraim, Phúc và Canaan. Con trai của Cúc là Sheba, Havila, Sapta, Raema và Sapteka. Con trai của Raema là Sheba và Dedan. Cúc sanh Nimrod, ấy là người bắt đầu làm anh hùng trên mặt đất. Người là một tay thợ săn can đảm trước mặt Đức Giê-hô-va. Bởi cớ đó có tục ngữ rằng: hệt như Nimrod, một tay thợ săn can đảm trước mặt Đức Giê-hô-va. Nước người sơ lập là Ba-bên, Eret, Akkad và Cane ở tại xứ Sinea. Từ xứ đó người đến xứ Assyri, rồi lập thành Ninive, Rehoboti, Calat và thành Resen là thành rất lớn ở giữa khoảng thành Ninive và Calat. Mitraim sinh họ Ludim, họ Anamim, họ Lehabim, họ Naphtuhim, họ Bakrushim, họ Cachluhim. Bởi đó sinh họ Philitin và họ Captorim. Canaan sanh Sidon là con trưởng nam và Hec cùng họ Jebusit, họ Amorit, họ Giregasit, họ Hevit, họ Arekit, họ Sinit, họ Avadit, họ Semarit, họ Hamatit. Kế đó chi tộc Canaan đi tản lạc. Còn địa phận Canaan về hướng Gera chạy từ Sidon tới Gaza, về hướng Sodom, Gomorrah, Adma và Seboim chạy đến Lesa. Đó là con cháu của Cham tùy theo họ hàng, tiếng nói, xứ và dân tộc của họ. Sem, tổ phụ của họ Hebe và anh cả của Japhet cũng có sinh con trai. Con trai của Sem là Elam, Asura, Abaksak, Lut và Aram. Con trai của Aram là Uzơ, Hulơ, Gete và Mách. Còn Abaksak sinh Selach, Selach sinh Hebe. Hebe sinh được hai con trai. Tên của một người là Belet, vì đất trong đời người đó đã chia ra. Tên của người em là Joktan. Joktan sinh Amodak, Shelep, Hashamavet và Yeret, Hadoram, Usa, Dikla, Oban, Abimael, Sheba, Ophir, Havila và Yobab.
hết thảy các người đó là con trai của Giốc-tan. Cõi đất của các người đó ở về phía Sê-pha, chạy từ Mê-sa cho đến núi Đông Phương. Đó là con cháu của Sem tùy theo họ hàng, tiếng nói, xứ và dân tộc của họ. Ấy là các họ hàng của ba con trai Nô-ê tùy theo đời và dân tộc của họ, lại cũng do nơi họ mà các dân chia ra trên mặt đất sau cơn nước lụt. Chương 21. Lòng của vua ở trong tay Đức Giê-hô-va khác nào dòng nước chảy. Ngài làm nghiêng lệch nó bề nào tùy ý Ngài muốn. Các đường lối của loài người đều chính đáng theo mắt họ, song Đức Giê-hô-va cân nhắc cái lòng. Làm theo sự công bình và ngay thẳng được đẹp lòng Đức Giê-hô-va hơn của tế lễ. Mặt tự cao, lòng kiêu ngạo và ngọn đèn của kẻ ác đều là tội lỗi. Các ý tưởng của người cần mẫn dẫn đến sự dư dật, còn những kẻ khờ dại chỉ chạy đến điều thiếu thốn. Tài vật nhờ dùng lưỡi dối gạt mà được, ấy là một điều hư không mau hết của kẻ tìm sự chết. Sự cường bạo của kẻ ác sẽ đùa chúng nó đi, vì chúng nó không khứng làm điều ngay thẳng. Con đường của kẻ gánh tội là quanh quẹo, còn công việc kẻ trong sạch vốn ngay thẳng. Thà ở nơi xó nóc nhà hơn là ở chung nhà với một người đàn bà hay tranh cạnh. Lòng kẻ giữ ao ước điều ác, kẻ lân cận nó không được ơn trước mặt nó. Khi kẻ nhạo báng bị phạt, người ngu dại bèn trở nên khôn ngoan. Khi khuyên dạy người khôn ngoan, người nhận lãnh sự tri thức. Có một đấng công bình xem xét kỹ càng nhà kẻ ác, đấng ấy xô những kẻ ác vào tai họa. Ai bưng tai không khứng nghe tiếng kêu la của người nghèo khổ, người đó cũng sẽ kêu la mà sẽ chẳng có ai đáp lại. Của lễ dân kín nhiệm nguôi cơn thịnh nộ, của hối lộ đuốc vào lòng làm ngất cơn giận dữ tợn. Làm điều ngay thẳng ấy là một việc vui vẻ cho người công bình, nhưng gây bại hoại cho kẻ làm gian ác. Người lầm lạc xa đường khôn sáng sẽ ở với hội kẻ chết. Ai ham sự vui chơi ắt sẽ nghèo khó, còn ai ưa rượu với dầu sẽ chẳng hề làm giàu. Kẻ ác là một giá chuộc người công bình, và kẻ dối gạt thế chỗ cho người ngay thẳng. Thà ở nơi vắng vẻ hơn là ở với một người đàn bà hay tranh cạnh và nóng giận. Có bửu vật và dầu trong nhà người khôn ngoan, nhưng kẻ ngu muội nuốt nó đi. Người nào tìm cầu sự công bình và sự nhân từ sẽ tìm được sự sống, sự công bình và tôn trọng. Người khôn ngoan leo lên thành dõng sĩ, đánh hạ sức lực mà nó nương cậy. Ai giữ lấy miệng và lưỡi mình, giữ linh hồn mình khỏi hoạn nạn. Nhạo báng ấy là tên của người kiêu căng cao cách, nó cư xử cách sắc sược theo tính kiêu ngạo của nó. Sự ước ao của kẻ biếng nhác giết chết nó, bởi vì hai tay nó không khứng làm việc. Có người trót ngày ham hố quá, nhưng người công bình ban cho không chắc lót. Của tế lễ của kẻ ác là một vật gớm ghiếc, phương chi họ đem đến mà có ác tưởng. Chứng dối giả sẽ hư mất đi, nhưng người hay nghe theo sẽ nói được mãi mãi. Kẻ ác tự làm mặt chai mài đá, còn người ngay thẳng làm vững đường lối mình. Chẳng có sự khôn ngoan nào, sự thông minh nào hay là mưu kế nào mà chống địch Đức Giê-hô-va được. Ngựa sắm sửa về ngày tranh chiến, nhưng sự thắng trận thuộc về Đức Giê-hô-va. Chương 38. Bây giờ, từ giữa cơn gió trốt, Đức Chúa Trời đáp cùng Gióp rằng: Kẻ này là ai, dám dùng các lời không tri thức mà làm cho mờ ám các mưu định ta? Khá thắt lưng người như kẻ dõng sĩ. Ta sẽ hỏi ngươi, ngươi sẽ chỉ dạy cho ta. Khi ta đặt nền trái đất thì ngươi ở đâu?
nếu ngươi thông sáng hãy tỏ bày đi. Ta đã định độ lượng nó và giăng dây mực trên nó, ngươi có biết chăng? Nên nó đặt trên chi? Ai có trồng hòn đá gấp của nó? Trong khi ấy, các sao mai đồng hát hòa nhau và các con trai Đức Chúa Trời cất tiếng reo mừng. Vả lại, khi biển bể bờ và cất ra khỏi lòng đất, ai đã lấy các cửa mà ngăn đóng nó lại? Khi ấy, ta ban cho nó mây làm áo sống, lấy tăm tối làm khăn vấn của nó. Ta định giới hạn cho nó, đặt then chốt vào cửa của nó mà rằng: mày đến đây chứ không đi xa nữa, các lượng sóng kiêu ngạo mày phải dừng lại tại đây. Từ khi ngươi sinh, ngươi há có sai khiến buổi sáng và phân định chỗ cho hừng đông, để nó chiếu đến bốn bề trái đất và đuổi rải kẻ gian ác khỏi nó chăng? Trái đất biến hình như đất sét dưới dấu ấn, và mọi vật hiện ra trau dồi như bằng áo. Sự sáng đã cất khỏi kẻ ác, cánh tay chúng nó giơ lên đã bị gãy rồi. Chớ thì ngươi có thấu đến nguồn của biển sao? Há có bước dưới đáy của vực sâu chăng? Cửa âm phủ há có bày ra trước mặt ngươi chớ? Có thấy các cửa của bóng sự chết chăng? Lằn mắt ngươi có thấu đến nơi khoan khoát minh mông của đất chăng? Nếu ngươi biết các điều đó, hãy nói đi. Con đường dẫn đến nơi ở của ánh sáng là đâu? Còn nơi của tối tăm thì ở đâu? Chớ thì ngươi có thể dẫn nó lại vào địa giới nó sao? Có biết các đường lối của nhà nó ở chăng? Không sai, ngươi biết mà, vì ngươi đã sanh trước khi ấy, số ngày ngươi lấy làm nhiều thay. Ngươi có vào các kho tuyết chăng? Có thấy nơi chứa mưa đá mà ta đã để dành cho thì hoạn nạn, cho ngày chiến trận và giặc giả chăng? Ánh sáng phân ra bởi đường nào, và gió đông theo lối nào mà thổi ra trên đất? Ai đào kinh cho nước mưa chảy, phóng đường cho chớp nhoáng của sấm sét, để mưa xuống đất bỏ hoang và trên đồng vắng không có người ở, đặng tưới đất hoang vu mông quạnh và làm cho các chồi cây cỏ mọc lên? Mưa có cha chăng? Ai sinh các giọt sương ra? Nước đá ra bởi lòng của ai? Ai đẻ ra sương móc của trời? Nước đông lại như đá rồi ẩn bí, và mặt vực sâu trở thành cứng. Ngươi có thể riết các dây chằng sao rua lại và tách các xiềng sao cài ra chăng? Ngươi có thể làm cho các cung huỳnh đạo ra theo thì và dẫn đường cho bắt đẩu với các sao theo nó chăng? Ngươi có biết luật của các tầng trời sao? Có thể lập chủ quyền nó dưới đất chăng? Ngươi có thể cất tiếng mình la lên cùng mây, khiến cho mưa tuôn xuống thân ngươi chăng? Ngươi có thể thả chớp nhoáng ra để nó đi và đáp với ngươi rằng: thưa chúng tôi đây. Ai có đặt khôn ngoan trong lòng và ban sự thông sáng cho trí não? Ai nhờ sự khôn ngoan mà đếm được các mây, khi bụi đất chảy như loài kim tan ra và các cục đất dính lại nhau? Ai nghiêng đổ những bình nước của các tầng trời? Chương 39. Khi mẹ con sư tử nằm phục nơi hang, khi rình trong bụi rậm nó, há có phải ngươi săn mồi cho sư tử cái và làm cho sư tử con đói được no sao? Ai sắm đồ ăn cho quạ khi con nhỏ nó kêu la cùng Đức Chúa Trời và bay đi đây đó không đồ ăn? Ngươi có biết thì nào dê rừng đẻ chăng? Có xem xét mùa nào nai cái đẻ chăng? Ngươi có tính số tháng nó có thai và biết kỳ nó đẻ chăng? Nó ngồi chồm hổm đẻ con nhỏ ra và được giải khỏi sự đau đớn của nó. Các con nhỏ nó trở nên mạnh mẽ, lớn lên trong đồng nội, đoạn lìa mẹ mình, chẳng còn trở lại nữa. Ai để cho con lừa rừng chạy thong dong? Ai có mở trói cho con lừa lẻ làng kia? Ta đã ban cho nó đồng vắng làm nhà và ruộng mặn làm nơi ở. Nó khinh chê tiếng ồn ào của thị thành, không nghe tiếng của kẻ coi dắt. Khắp các núi là đồng cỏ của nó, nó tìm kiếm mọi vật gì xanh tươi. Chớ thì con bò tót muốn làm việc cho ngươi chăng? Nó chịu ở gần bên máng cỏ ngươi chưa?
ngươi há có thể lấy dây cột bò tót nơi dòng cạn sao? Nó sẽ chịu theo sau ngươi mà bừa trũng chăng? Ngươi há sẽ nhờ cậy nó vì nó sức nhiều sao? Ngươi sẽ giao công lao mình cho nó chăng? Chớ thì ngươi cậy nó đem ngũ cốc ngươi về và nhờ nó gom lúa mì lại trong sân ngươi ư? Chim lạc đà đập cánh vui mừng, nhưng cánh và lông ấy há có biết thương yêu sao? Vì nó để trứng mình dưới đất, vùi nóng trứng ấy nơi bụi cát, quên rằng có lẽ chân người bước nát nó, hoặc con thú đồng giày đạp nó đi chăng. Nó ở khắc khổ với con nó, dường như không thuộc về nó. Sự lao khổ nó luống công, nhưng nó không lo cầm đến, vì Đức Chúa Trời cất sự khôn ngoan khỏi nó, không chia phân thông sáng cho nó. Khi nó đập cánh bay lên, bèn nhạo báng ngựa và người cưỡi ngựa. Có phải ngươi ban sức lực cho ngựa và phủ cổ nó lông gáy rung rung chăng? Há có phải ngươi khiến nó nhảy búng như cào cào chăng? Tiếng kêu hí có oai của nó thật đáng sợ. Nó đào đất trong trũng vui mừng về sức lực mình. Nó xông tới đón quân cầm binh khí. Nó khinh chê sự sợ, chẳng ghê điều chi. Trước ngọn gươm nó không xây trở. Trên nó vang tiếng gùi tên, giáo và lao sáng giới. Nó lướt dặm, vừa nhảy vừa hét. Khi kèn thổi, nó chẳng cầm mình lại được. Vừa khi nghe kèn thổi, nó bèn la hí hí. Từ xa, nó đánh hơi mùi giặc. Nghe tiếng ầm ầm của các quan tướng và tiếng reo hô của chiến sĩ. Có phải nhờ sự khôn ngươi mà con diều vùng bay đi và xè cánh nó về hướng nam? Có phải theo lệnh ngươi mà chim ưng cất lên và đóng ổ nó tại nơi cao? Nó ở trong bàn thạch, đậu trên chót vót hòn đá, tại trên đỉnh núi không ai leo lên được. Từ đó nó rình mồi, mắt nó thấy mồi ở xa. Các con nhỏ nó hút huyết, và hễ nơi nào có xác chết thì nó bèn có tại đó. Đức Giê-hô-va còn đáp lại cho Gióp mà rằng: kẻ bắt bẻ đấng toàn năng há sẽ tranh luận cùng ngài sao? Kẻ cãi luận cùng Đức Chúa Trời, hãy đáp điều đó đi. Gióp bèn thưa cùng Đức Giê-hô-va rằng: tôi vốn là vật không ra gì, sẽ đáp chi với Chúa? Tôi đặt tay lên che miệng tôi. Tôi đã nói một lần, xong sẽ chẳng còn đáp lại. Phải, tôi đã nói hai lần, nhưng không nói thêm gì nữa. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa, hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như: ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.